đây, lên, mày có biết tao là ai không? Hử đi à, tao là người khổng lồ xanh đây. Mày tưởng mỗi mình mày biết biến hình thôi à? Hãy xem ta đây. Hừ. Wow, con lớn này đánh rắm mà rách luôn cái quần luôn kìa. Bà đào thật đấy. Anh chàng này đã bất cẩn làm rơi một cọc tiền xuống hồ nước. Oh no. Trong lúc anh ta đang buồn tủi thì bỗng nhiên có một ông bụt hiền lên và nói: Ai đó vừa đánh rơi thứ gì xuống hồ phải không? Anh ta vội vàng đáp: Bụt có thấy tiền của con không? Có đấy, còn cái nịt. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Ơ, cái thằng người tối cổ này sao tự dưng sụt vào cục đá thế? Ơ, thấy thằng kia bị què chân, mà thằng này cũng lao vào đá là sao? Ô, thì ra môn bóng đá lại bắt nguồn từ thời kỳ đồ đá. Bây giờ thì mình mới hiểu là bóng đá là quả bóng được làm từ một cục đá. Ái chà, bạn có trắng kia đang mang đứa trẻ đến cho một gia đình nào đó. Thế giới vẫn luôn vận hành thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Cảnh tượng này khiến mình có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Nhà mày bị trộm phá cửa tầng 2 kìa em ơi. What? Năm anh em siêu nhân. Biến. Từ từ bọn tao đi, cục xúc thế, tự nhiên đuổi người ta. Giới trẻ dạo này kỳ cục quá, giữa ban ngày ban mặt mà ra công viên làm chuyện gì đấy? Cao tuổi đấy, thì những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Này, ông kia, ông đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Người ta đang tập yoga thôi mà. Con chim này đã phát hiện ra một cỗ máy thời gian và nó đã chui vào trong đấy để tìm kiếm một điều bất ngờ. Bất ngờ thay, cỗ máy thời gian đấy chỉ là một chiếc lò nướng do con mèo ghi bày lên dòng chữ cỗ máy thời gian mà thôi. Mario đang nhào bột để làm một chiếc bánh pizza. Sau khi nhào bột xong, anh ta thêm một ít gia vị vào chiếc bánh pizza của mình. Và cũng không quên cho thêm một ít nấm để cho chiếc bánh pizza ngon hơn. Nhưng nấm trong Mario sẽ khiến cho mọi thứ trở nên to hơn và đã biến chiếc bánh pizza đấy trở thành một chiếc bánh siêu to khổng lồ.